phi sóng miệt vườn hồ mình mưa nắng gió sương. Ếch nhai bu trên tường đêm cùng nhau ngắm điệu cải lương. Sáng lên rẫy lên rừng giật nhau lẫn dôi hồ báo. Chiều xuống sông lội đùa cá sâu thua đành phải lên bờ. Hai tía con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha giải dầu khai quang lặn lội sừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con cô bác hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác ba phi đều êm ru rõ rõ. Dũng cảm phi thường chịu thương chịu khó, chi nam nhi đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu đại trí cả khó. Bất công ấp bước dân mình, bác ba đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu hiểu rộng nhân gian tỏ tường, chuyện gì khó đã có bác ba lo. Gì vậy? Ủa sao Út làm cái gì mà cái mặt chù ụ vậy? Út mới bị bà Tám la. Rồi kiểu này chắc là Út phải làm bể đồ hay là cái gì đó rồi nè, đúng không? Sao hay quá vậy? Mới làm bể có cái chén à. Mà bà chửi quá trời chửi luôn. Bà chửi trên cha trên mẹ tôi. Bà nói tôi tùm lum tùm la, riết mà cái não của tôi hoạt động không nổi luôn nè. Trời ơi, một cái chén gì? Út ở đây Út làm bể cũng các 7 bộ chén rồi đó. Bả la vậy là đúng. Không có gì đâu sai. Ý là giờ anh không bên tôi vậy? À, không không. Anh bên bả đúng không? Út ơi, thật sự là anh thì bên Út rồi đó. Nhưng mà mình sống mà, cái gì đúng thì mình nói đúng, cái gì sai mình nói sai chứ, đúng không? Thì đồng ý là cái gì đúng thì mình nói đúng. Ừ. Đồng ý sống là phải lương thiện. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống mình phải lương lẹo một chút để mình mới có thể tồn tại trong cái xã hội này. Ủa anh tên tôi Lương mà sao tôi thấy anh không có lương lẹo lần lắc gì trơn trọi vậy? Không, này tôi cũng đã giải thích với Út rồi mà. Hồi đó hả, tía đặt tên tôi là Tư Lượng. Xong rồi cái người ta nói tới nói lui ghét bỏ cái dấu hành Tư Lương luôn á. Qua đây làm chi? Nách bị đau hay gì? À, không, không nhắc chắc mới nhớ. Có cái này do Út bất ngờ nè. Đợi tôi cái nha. Gì vậy? Làm gì vậy? Không, không nè, Út. Nè. Vậy cha nội. Củ mì. Củ mì nhét vô nách làm chi? Giữ cho nó nóng. Thiệt cái này còn nóng nè, Út ăn đi ngon lắm á. Được không? Được chứ, cái này hả, anh sợ nó nguội á cho nên anh phải chạy bạc mạng luôn, từ nhà anh chạy tới đây. Anh để trong đây cho nó nóng á. Út cầm đi. Út yên tâm nha, nách của anh không có bị hôi đâu. Không ai làm chứng hết á. Cái nách thôi không sao tôi biết được, đồ ăn của người ta mà nhét trong cái nách rồi sao người ta ăn. Trời ơi tôi thương Út á, anh mới để trong nách như vậy. Ủa rồi sao Út không chịu ăn đi, Út cầm hoài vậy? Tôi tính gói lại cất. Cất gì, bây giờ ăn luôn đi để thôi nó nguội. Ăn không nổi. Sao vậy? Bị bà Tám chửi quá no rồi, ngang bụng rồi ăn không được nữa. Tôi tính là tôi để dành, mời ăn. Để dành ăn thì bây giờ cũng phải vui lên chứ. Tại sao cái mặt lại cứ chù ụ là sao? Tôi nói thiệt với anh Tư nha, tôi không muốn ở đợi cho bà Tám chút nào hết đó. Bà dữ quá à, tôi không muốn nhìn sắc mặt của bà sống nữa. Bà vui không sao, bà buồn hả, bà đè đầu cưỡi cổ tôi ra, bà chửi quá trời chửi luôn. Bà chửi tới mức mà hả, tôi sợ bà luôn á, không nói chuyện được luôn. Mà giờ thì không có tiền để chuộc thân ra, cứ ngậm đắng nuốt cay sống nhà bà. Giờ tôi không biết phải làm sao quá đó. Làm sao giờ anh Tư? Út ơi, Út đừng lo nha. Anh á sẽ chuột Út ra khỏi cái căn nhà này. Anh Tư nói thiệt hả? Anh nói thiệt.
Vậy thì em sẽ dẫn anh tới gặp ông Năm Hách. Anh phải nói chuyện rõ ràng, sau đó anh chuột em ra. Nhưng mà... Ê! Mà, hả? Sao không vô? Ông đi đâu vậy? Không hả? Người ở mà đi cửa chính cho ông bà chửi hả? Đi cửa sao? Đi! Dạ thưa quan, tụi con có chuyện muốn bẩm với quan. Chuyện gì nói đi. Dạ thưa quan, con muốn chuột Út Sinh à. Thì đơn giản thôi, đưa tao 40 quan, tao sẽ trả lại cái giấy bán thân của ông Út Sinh. Cái gì? Bốn 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 chục quan bốn... Mày nghe rõ chưa? 4 quan con còn không có thì 40 quan ở đâu ra quan? Ừ. Anh nói gì kỳ vậy? Vậy sao anh Tư hứa là anh Tư chuột Út ra? Không có tiền rồi sao chuột? Nè Út nói cho anh Tư biết, anh Tư mà gạt Út hả là không bao giờ Út nhìn thấy mặt của anh Tư ở đâu. Út, Út chờ anh Út. Không có tiền, bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thôi mày đi về đi mày ơi. Quan ơi. Cái gì? Đúng thật sự là con không có tiền. Nhưng mà con có tay, con có chân. Ấy quan cho con xin vô đây con làm đi quan, để con kiếm tiền con chuột Út nha quan. Còn vô đây có thể con bóp vai cho quan, con rót nước con quạt cho quan cũng được. Quan cái gì con làm cũng được đó quan. Dạ. Có nhân tiện gì? Dạ. Nhà quan cũng đang cần người làm. Thấy không? Cũng có nhiều chuyện cần phải có người phụ đó. Không ấy, nếu mà mày vô thì mày coi mày chăn trâu cho nhà quan đó, rồi sau 3 năm rồi quan sẽ đưa lại cái giấy bán thân của Út cho mày. Sao 3 năm lâu quá vậy quan? Giờ muốn mau phải không? Hả? Muốn mau thì mày đi về đi đó, mau vậy thôi. Không quan ơi, con đồng ý với cái điều kiện đó của quan. Vậy ha? Dạ. Thôi về đi. Rồi ngày mai tới chân trông cho tao. Dạ. Cô cảm ơn Quang. Chào Quang con về. Mẹ không có tiền, mày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sinh nè. Sao vậy? Anh đang cảm thấy rất trân trọng những gì mà mình đang có. Anh định... Anh đang nghĩ về tương lai của hai đứa mình hả? Anh nghĩ về hạnh phúc của hai đứa mình á. Sau này á hả, anh sẽ đi chăn trâu nè. Còn em... Em chăn vịt. Hai đứa mình sẽ mở luôn một cái trang trại. Trời ơi, chồng chăn trâu, vợ chăn vịt. Rồi sau này á, gia đình mình sẽ có rất là nhiều gia súc khác nữa. Xong rồi cái mình dư giả, mình sẽ nghĩ tới chuyện sinh ra những đứa con. Tụi nó sẽ bi ba, bi bô, rồi mừng vợ chồng mình mỗi khi vợ chồng mình đi làm đồng về. Trời ơi, em nghĩ tới cái lúc đó, tương lai vợ chồng mình sáng lạn gì đâu á. Một cái tương lai thấy xa vậy, chứ mà nó gần gũi lắm á. Một cái tương lai tuy rất đơn giản nhưng lại bình dị lắm. Chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Chắc chắn. Chắc chắn. Cái gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Út hả? Có khùng quá không vậy? Làm gì vậy? Anh đang nằm mơ á. Nằm mơ gì mà chú mở lên vậy? Anh nằm mơ anh nằm mơ anh với Út bận áo này luôn nè. Xong rồi anh với Út rồi nè. Cái gì? Tôi với anh sao? Tôi với... Sao? Đi ăn ốc. Ăn ốc á, xong rồi cái Út ăn ốc bu, còn anh ăn ốc len, cái anh hút. Tôi
tôi tưởng nó nằm mơ anh hung ai không á. Trời ơi, mở anh chu một đống lên như vậy nè. Làm gì có, thiệt sự cũng muốn được hung ai lắm chứ ai chịu cho hung đâu mà hung. Thật khùng quá à. Có này cho anh nè. Hồi xuống. Cái gì vậy Út? Đây. Cái gì dở lên hả? Ừ. Tôi thấy anh chăn trâu vất vả quá cho nên tôi mang qua cho anh á. Thôi. Ngon quá à. Mà này là gì vậy? Cái gì thì tự ăn tự biết đi chứ, làm khó quá à. Anh cảm ơn Út nha. Út quá hả, tốt bụng với anh ghê luôn á hả. Út nè, Út quan tâm anh nè, Út chăm sóc cho anh nè, rồi cho anh ăn nè, anh hạnh phúc thiệt luôn á. Anh Tư. Hả? Trâu đâu hết trơn rồi. Thì trâu nó ăn cỏ ngoài đó đó chứ đâu Út. Có con trâu nào ngoài này đâu. Thì nó đó. Ui. Ui. Trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Con này đứng đây còn đếm ở đây một. Anh chăn trâu cái kiểu gì mà bây giờ người ta bắt mất trâu hết trơn rồi kìa. Trời ơi, anh đang ở đợi cho nhà của Quang Ách hả? Bây giờ mà mất cái bài trâu như vậy là anh ở đợi cả đời không có tiền đền luôn đó. Thôi bây giờ từ từ đi. Bây giờ tôi chạy lên trên cái sân trên. Tôi kiếm trên trển nha. Coi chừng người ta dẫn ở trên trển. Rồi anh ở đây vòng vòng anh đi kiếm luôn đi. Chia nhau ra mà kiếm đi. Rồi kiếm gì ba đi Út. Út ơi, trâu ơi. Trời ơi, trâu ơi là trâu. Cái con này nó giỡn với mình hay sao? Nó hẹn có chuyện gấp. Giờ này nó chưa tới, nó bắt mình đứng đợi. Con nít giờ sao nó không biết lễ nghĩa gì hết trơn trời. Thôi đi về. Bác mà. Trời ơi. Ai vậy? Út hả con? Thôi, đừng rồi, chóng mặt rồi con. Ba. Rồi, bác nghe. Trời ơi. Bác có sợ đâu, đừng nhát. Bác lớn rồi, mấy cái chuyện này con đâu có sợ đâu mà con nhát bác làm chi. Con khoe luôn á, con khoe cái bông màu đỏ mới hái chiều. Đẹp lắm con, đẹp lắm. Đẹp. Chưa Tết mà chừng sớm quá. Còn hả? Đẹp. Không Tết quá ha. Nè, đừng có để bác ba đợi nữa nha. Bác ba lớn con hẹn là con phải đến trước đợi bác ba. Bác ba không có hiểu cái nỗi khổ tâm của con. Sao? Con phải cải trang á bác ba. Con sợ người ta phát hiện nó con lén gặp bác ba thì sao. Bác ba biết là để sắm cái bông này treo lên đầu là nguyên một buổi chiều con mò dữ lắm mới ra được á. Bác ba hiểu, trong làng này cái lứa còn ai thông minh bằng con. Bỏ vậy. Thôi bỏ vụ này, ban đêm. Sao mà đẹp dữ vậy bác ba? Thôi vô giám đệ kể. Ba mẹ con đẹp con đang không biết sao đẹp dữ vậy bác ba. Bác ba thấy rồi, gần đẹp rồi. Cất đi bác ba hủi nè. Bác ba còn công chuyện lắm. Sao? Chuyện như thế nào, có cái gì gấp mà phải hẹn bác ba ở đây? Gấp lắm bác ba. Con nghe lén được mấy tin rất là quan trọng. Quan trọng lắm à? Quan trọng. Kể bác ba nghe. Dạ. Thưa bác ba, tin thứ nhất, con nghe lén được năm hách nói là nếu bác ba không chồng đủ 50 quan tiền cho hắn, hắn sẽ bắt bỏ tù nạp tư lương luôn. Vậy sao? Bắt bỏ tù thằng Lương hả? Dạ. Dễ bắt quá. Còn gì nữa? Tin thứ hai không dám nói luôn bác ba ơi. Cứ nói. Bác ba cho phép, con bắt bác ba nghe rồi con không nói. Con run tay luôn bác ba ơi. Không có chuyện gì con bác ba, cứ nói đi con, bác ba tính cho. Cái tin thứ hai á, nó quan trọng dữ lắm bác ba ơi. Kể bác ba nghe. Dạ, con vô giám định. Thôi đi. Con nghe lén được á, là cái tên gia nô của nhà Năm Hách nói chuyện với một tên chủ sòng bài. Vậy hả? Mà con đâu có yên. Đúng. Con thông minh mà bác ba. Bác cái ba trí thông minh này tía má con đẻ ra đâu phải để chân. Con đi theo, con dí theo cho bằng được. Con đi mà chắp đôi guốc con luôn mà. Xong con nghe được con hú hồn bác ba ơi. Vậy hả? Tim còn đập thình thịch. Rồi sao nữa? Con nghe ngóng được á là cái tên gia nô đó con đố bác ba nói chuyện với ai nè. Chủ sòng bài. Sao bác ba biết? Chưa kể câu chuyện này. Hồi lúc đầu con kể rồi, Giano gặp chủ sòng bài. Thì giờ Giano đi kiếm chủ sòng bài. Có hai người đó thôi. Đúng không? Nhiều lúc con quên. Bởi vậy làm sao con qua bác ba được. Còn gì nữa không? Nói đi. Vậy là bác ba thông minh chứ không phải do con ngu đâu. Trời ơi, khen bác ba thông minh luôn hả? Nhỏ này riết quá rồi. Vô vấn đề này tiếp bác ba. Rồi cứ vô đi. Dạ, thì á, con nghe được á là hắn nợ tên chủ sòng bài một khoản tiền rất là lớn.
cho nên nó không trả nổi, quyết định âm mưu ăn cắp trâu nhà Năm Hách đem đi bán. Ừ. Ghê chưa? Con nổi da gà luôn mà bác ba. Cái lúc mà con nghe cái tin đó hả, con không tin mắt mình luôn mà. Bác ba ơi. Cái gì? Mình tính sao bác ba? Bác ba tính à? Dạ. Sao con khôn quá con không tính đi? Con tính sao lại bác ba? Vậy con là... mà tính được con nấu hẹn bác ba ra đây làm chi? Vậy là bác ba phải tính. Chứ sao nữa? Thôi bác ba cũng không biết tính gì đâu. Nhưng mà bác ba thấy vậy nè, bây giờ nếu con có rảnh á, con đi loan tin như thế này. Dạ. Con nói là loan tin với thằng Gia Nô á. Nhớ nha, loan tin cho thằng Gia Nô nó biết là có thương lái ở vùng xa đến vùng mình mua trâu với giá tiền rất là mắc, cao giá. Cứ nói như vậy đi cho thằng Gia Nô nó nghe. Con hiểu ý bác ba nói không? Dạ. Cái câu nó rất là dễ dàng. Dạ. Con đi loan tin nói là thương lái dùng xa về dùng mình mua trâu mắc lắm bà con ơi. Mình nói sao cho thằng Gia Nô nó nghe. Dạ. Con làm được không? Dạ được chứ, con thông minh mà. Nói lại cho bác ba nghe câu cuối, bác ba dặn như thế nào? Dạ bác ba dặn là đi loan tin, nhất là thằng Gia Nô nhớ chú ý nó, đè cái mặt của nó ra, nói là có thương lái dùng bên đem trâu mua trâu mình với giá rất là cao. Con nói nó không có, nó không có có một cái gì để nó tin tưởng hết. Con nói rõ ràng cho nó chú ý mới được chứ, con nói chuyện nhưng vẫn chơi quá. Không phải bác ba ơi. Con loan tin lại coi, loan tin cho bác ba nghe đi, bác ba mới yên tâm. Con loan á nha. Bà con của bác ơi. Dạ. Loan tin chứ đâu phải là con đi nói cho nó nghe. Nhưng mà để khi con nó con nói cho nó nghe. Dạ. Đó. Con thử bác ba nghe nha. Bà con cô bác ơi, nghe đâu á là thương lái làng bên về làng mình mua trâu với giá rất là cao. Nhiều đó thôi, nhớ lời bác ba dặn. Con thông minh mà, không tin con gì chứ. Bắt con tao hả? Trời ơi, chắc ngày mai đi ở đợ đeo cái bông này hoài luôn á. Sao đẹp dữ vậy trời, quá trời đẹp rồi. Cái thằng cha mua trâu này thiệt chứ, giờ này rồi mà còn chưa thấy mặt nữa, không lẽ chả nó xạo mình sao ta? Ông mua trâu ơi, ông mua trâu ơi. Tôi tới rồi nha, dẫn nó ra đi, dẫn ra đi tôi dẫn về luôn cho nó bà. Xong cho lại vậy. Ủa sao mày ở đây vậy? Ủa con có hẹn. Có hẹn hả? Bác ba ra đây làm chi vậy? Bác ba hẹn cái ông bán trâu. Bác ba mua. Bác ba mua trâu? Chờ ông dẫn ra. Bác ba, con bán trâu nè. Mày đừng có giỡn với người lớn vậy nha. Bác ba nói thật, tự nhiên bán trâu mày làm gì có trâu mày bán, mày giỡn với tao hoài. Con bán trâu thiệt. Có. Hả? Nguyên con trâu. Ủa vậy là cái người mà hẹn bán trâu là con á hả? Chứ còn ai nữa, con bán trâu. Ủa sao? Sao kỳ vậy ta? Sao tao mua mày bán? Có gì đâu. Nha. Có gì đâu mà làm. Thì con có trâu thì con bán cho bác ba mua thôi. Nhưng mà trâu ở đâu mày có? Ở đâu mày có trâu? Con trâu của con. Mày gạt tới tao nữa hả? Hả mày? Mày làm gì có con trâu? Nghèo thấy bà luôn mà mày đặt con trâu bán. Con trâu của tía con. Trâu của tía mày? Dạ. Tao không có lạ tía mày. Đó cái gì, tía mày không bao giờ có con trâu nào hết á. Mà bây giờ mày có con trâu. Tại sao vậy? Thì miễn sao con có con trâu thì được rồi. Bây giờ bác ba có mua không? Thì tao mua. Nhưng mà tao hỏi mày cái này nè. Rồi bác ba hỏi đi. Xác nhận là giờ mày có con trâu phải không? Một con trâu. Là của mày phải không? Của con. Người ta phát hiện rồi. Phát hiện cái gì? Đừng có chối nữa. Thấy mày dẫn con trâu đi,
thấy mày ăn cắp con trâu dẫn đi. Nè nè nè, bác ba đừng nói xạo nha. Bác ba định vu oan cho con hả? Con có con trâu ăn cắp con trâu đâu, con trâu của con. Ở trong làng này ai mà không biết bác ba. Hồi bác ba là chuyên nói xạo, thêm chuyện này thêm chuyện kia để đi đổ oan cho người ta. Bác ba không có đổ oan, tại vì nhiều người thấy á. Ai thấy được? Bác ba nghĩ sao bác ba dám nói rồi nhiều người thấy? Lúc đó hả, con nhìn kỹ lắm mà con quan sát hết đồng không bông bảnh, không một bóng người, làm gì mà ai thấy con ăn cắp được con trâu. Mày nói gì? Nói lại coi. Cái gì hở miệng rồi hả? Thôi rồi, hiểu rồi ha. Canh chừng không có ai thấy mới dẫn trâu đi. Cái đó không ăn cắp thì cái gì mới ăn cắp mày hả? Bác ba dạy con. Thôi hiểu rồi, vậy là con trâu đó mày chứ không ai hết, chính mày, đúng không? Vậy mà để cho thằng Lương bị quan, tao nói tao chịu không có được, tao mới làm cho ra lẽ. Thì bây giờ là chắc chắn là con trâu đó mày ăn cắp. Mày mới mở miệng ra mày nói là mày dòm không có ai, mày mới dẫn con trâu đi là thằng ăn cắp rồi. Không có, bác ba gài con. Thôi được rồi, gài em gài gì để tao nói cho bà con biết. Bác ba, giờ con đang nghĩ ra, giờ cái chuyện này á, chỉ có con biết, bác ba biết. Giờ đâu còn ai biết nữa đâu. Thì giờ coi như là bác ba chưa nghe gì hết. Bác để làm ba, gì? Bác ba tha cho con lần này đi, con đang nghĩ thôi. Tha cho mày hả? Dạ. Thằng Lương nó bị quan, bây giờ làm sao mà phải giải quan cho nó. Thì chỉ có cách này thôi, nếu muốn tha cho con. Dạ, sao bác ba? Thì con phải nói thật cho bác ba biết là con trâu đó con ăn cắp. Một tiếng thôi, con phải nhận là con trâu đó của con ăn cắp để cho giải quan cho Lương. Lúc đó thì bác ba tha cho con. Nó con nhận đi. Mà bác ba hứa tha cho con. Bác ba tha, nhưng mà con nói đi, nói một lời gì trước mặt bác ba là con ăn cắp con trâu đó chứ không phải thằng Lương. Nói cho bác ba biết đi. Bác rồi, ba rồi, nghe rồi, thôi rồi, một mình bác ba nghe nè. Rồi là con trâu đó là con ăn cắp chứ không phải là anh Lương. Được chưa? Được. Nhưng mà đừng nói ai nha. Rồi, vậy thì bác ba bỏ lỗi cho con. Con cảm ơn bác ba. Nhưng mà xử con thì người khác xử chứ không phải bác ba. Ủa là sao bác ba? Là ai? Là ai? Đó. Tao xử rồi. Bà nội cha rồi, mày cả nhái. Vậy mà mày dám nói là thằng Lương ăn cắp. Chứ mày thiệt đó mày không biết cái gì hết về con trâu đó. Chú ba. Hôm nay ở đây tôi xin lỗi chú ba. Tôi trực tiếp sẽ nói với quan trên giải quan cho thằng Lương. Vậy thôi. Còn bà nội cha cái thằng này, tao nuôi ông tay áo nuôi cáo trong nhà hả bà nội ông cha ông mày? Ông ơi, bà nội con, cha ông mày, ta cho bà nội cha mày. Vậy là anh Tư Lương được giải quan rồi. Đúng rồi con. Bác bà hay quá à. Ba phi mà. Cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu đại trí cả khô. Bất công ấp bước dân mình, bác ba đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu hiểu rộng nhân gian tỏ tường, chuyện gì khó đã có bác ba. Việc nhỏ ấy mà việc to, cô bác ba phi điều êm ru ro ro. Dũng cảm phi thường, chịu thương chịu khó, chí nằm nhi đạp đất đổi trời. Bà con, cô bác nhỏ to, người gì đâu tài trí cả kho. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian tỏ tường, chuyện gì khó đã có bác ba lo. Hiểu sâu biết rộng nhân gian tỏ tường, chuyện gì khó đã có bác ba lo.